Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Nông nghiệp 24 giờ được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên kênh VTC16. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương nhanh chóng lập danh sách chuẩn bị tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi ngay khi được phân bổ vaccine. Hơn 14 tỉnh tham gia xây dựng vùng nguyên liệu và khuyến nông cộng đồng. Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thông báo xử phạt 92 doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhập khẩu, sản xuất, buôn bán phân bón thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng. Tổ chức Tư vấn Nông nghiệp Ukraine vừa cho biết các thương nhân nước này đã xuất khẩu lô hàng ngô đầu tiên của Ukraine tới châu Âu bằng đường sắt trong bối cảnh cảng biển đang bị Nga phong tỏa. Mở đầu chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý về tình hình dịch COVID-19 mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Thưa quý vị, nhịp sống bình thường đang dần trở lại ở nhiều quốc gia trên thế giới. Các lệnh hạn chế phòng dịch đã dần được dỡ bỏ. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn duy trì cảnh báo về mức độ nguy hiểm của biến thể mới có thể làm gia tăng số ca nhiễm. Tại Mỹ, quốc gia đứng đầu thế giới về số ca mắc COVID-19, tính đến thời điểm hiện tại, tất cả các bang đã dỡ bỏ các quy định phòng dịch. Hawaii là bang cuối cùng nới lỏng các hạn chế, tuy nhiên giới chức y tế nước này vẫn đang thận trọng theo dõi diễn biến dịch bệnh liên quan tới sự xuất hiện của dòng biến thể phụ Omicron tàng hình. Trong khi đó, ở những khu vực khác trên thế giới, nhịp sống bình thường cũng đang dần trở lại sau 2 năm dịch COVID-19 bùng phát. Thủ tướng Campuchia khẳng định người dân nước này có thể mừng Tết truyền thống Khmer vào giữa tháng 4 tới. Nước này chỉ ghi nhận 54 ca nhiễm mới và không có trường hợp nào tử vong. Thưa quý vị, tại Việt Nam, thống kê của Bộ Y tế cho thấy số ca mắc mới COVID-19 có xu hướng giảm tại hầu khắp tỉnh thành trong thời gian gần đây. Ở thành phố Hồ Chí Minh, số ca nhiễm mới giảm sâu. Đánh giá cấp độ dịch thì cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều đang là vùng xanh. Số liệu từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế tính tới tối ngày 28 tháng 3, cả nước có hơn 788.000 ca COVID-19 đang điều trị và cách ly tại nhà, gần 20.000 bệnh nhân đang điều trị tại khu cách ly và hơn 103.000 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Riêng thành phố Hồ Chí Minh, dù là địa phương có số ca nhiễm thấp hơn nhiều tỉnh thành khác, nhưng lại là địa phương có số ca đang điều trị bệnh viện cao thứ hai trên cả nước với hơn 3.600 ca. Tỉnh Kon Tum là địa phương đang dẫn đầu với 5.900 ca. Kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 cho thấy cả nước hiện có 5 tỉnh thuộc vùng cam là cấp độ 3, 21 tỉnh thành thuộc vùng vàng là cấp độ 2, 37 tỉnh thành còn lại đạt vùng xanh cấp độ 1, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. So với đánh giá cấp độ dịch cách đây 10 ngày, số phường xã thuộc vùng xanh đã tăng lên 145, số phường xã thuộc vùng đỏ giảm 146, số phường xã thuộc vùng vàng và cam không có sự thay đổi nhiều. Thưa quý vị, để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine cho trẻ từ 5 tới 12 tuổi, mới đây thì Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương nhanh chóng lập danh sách chuẩn bị tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi để triển khai ngay khi được phân bổ vaccine. Và hình thức tổ chức tiêm sẽ được tiến hành theo chiến dịch miễn phí tại các cơ sở tiêm chủng cố định, điểm tiêm lưu động và trường học. Loại vaccine sử dụng là loại được Bộ Y tế phê duyệt, liều lượng và khoảng cách giữa các mũi tiêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Bộ Y tế yêu cầu Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xây dựng tài liệu hướng dẫn việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, tổ chức tập huấn cho các cơ sở tiêm chủng trên toàn quốc. Các Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur lập kế hoạch tập huấn, hướng dẫn việc tiêm vaccine cho cơ sở theo địa bàn phân công, phụ trách trong quá trình tổ chức triển khai tiêm chủng. Cha mẹ, người giám hộ sẽ ký phiếu đồng ý tiêm chủng cho trẻ. Việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ phải được sự đồng ý của người giám hộ. Chuyển sang những tin tức về thị trường nông sản. Thưa quý vị, sau chuỗi ngày dài giá gần như là đứng im hoặc là tăng nhẹ cục bộ ở một vài địa phương, thì giá lợn hơi hôm nay đã tăng nhẹ trở lại tại nhiều tỉnh thành phía Nam. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng 53.000 đến 55.000 đồng một kg. Tại Bình Dương và Tây Ninh hôm nay tăng nhẹ 1.000 đồng cùng lên mức 54.000 đồng một kg. Thành phố Hồ Chí Minh, thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai và các tỉnh Bình Phước, Vũng Tàu, Hậu Giang, Bến Tre và Sóc Trăng cùng tăng 2.000 đồng một kg, hiện đang thu mua trong khoảng từ 54 đến 55.000 đồng một kg. Thị trường lợn hơi khu vực miền Trung Tây Nguyên ghi nhận tăng 1.000 đồng một kg tại một vài nơi, dao động trong khoảng từ 52 đến 54.000 đồng một kg, cao nhất tại các tỉnh Lâm Đồng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam.
Giá lợn hơi khu vực miền Bắc hôm nay lặng sóng. Thương lái tại Nam Định đang thu mua lợn hơi với giá 52.000 đồng một kg, thấp nhất khu vực. Các tỉnh thành còn lại đang giao dịch quanh mức 54.000 đồng một kg. Giá gạo xuất khẩu tăng theo đà tăng giá lương thực thế giới, kéo theo giá gạo nguyên liệu trong nước cũng đang có xu hướng bật tăng trở lại. Giá thị trường hôm nay, gạo NLIR504 lên mức 8.150 đến 8.200 đồng 1 kg, gạo TPIR504 lên 8.900 đồng 1 kg, tấm IR504 lên 8.300 đồng 1 kg, cám khô lên 8.250 đồng 1 kg. Thông tin tuần qua, lượng gạo trắng xuất khẩu sụt giảm mạnh trong khi lượng gạo thơm bật tăng, gạo giao hàng gạo đi Trung Quốc tiếp tục tăng, giao dịch gạo nếp chậm lại. Do nhu cầu tăng cao khi mà thời tiết nóng lên mà nguồn cung thì có hạn và thời điểm này thì giá dừa xiêm tại các tỉnh phía Nam đã tăng gấp đôi năm trước. Hầu hết là các loại dừa đều có giá giao động từ 150 đến 220.000 đồng trên 10 quả tùy vào cỡ to hay nhỏ. Giá dừa xiêm đã gọt chọc cỡ 400 đến 550 gram là 180.000 đồng 10 quả, với loại dừa xiêm gọt chọc size to hơn 550 đến 700 gram giá 220.000 đồng 10 quả, còn dừa xiêm nguyên trái giá từ 170 đến 200.000 đồng 10 quả. Thưa quý vị, lấy lý do là cấm biên thì nhiều gian thương đang quảng cáo bán tôm hùm trên mạng xã hội với mức giá rẻ chưa từng có, chỉ 199.000 đồng 1 kg. Điểm chung của những bài viết này là đều cùng một nội dung, các trang chạy quảng cáo không có địa chỉ, không có điện thoại và ẩn toàn bộ những bình luận. Về chất lượng thì tôm được giới thiệu là còn sống, nhảy tanh tách với đủ các loại kích thước từ 3 cho đến 5 lạng đến 1 kg một con. Đồng thời thì người mua đều được chủ shop yêu cầu là chuyển khoản trước từ 50 cho đến 100% tiền hàng. Trước thông tin này thì nhiều người không khỏi ngỡ ngàng vì trên thực tế giá tôm hùm trung bình trên thị trường đang cao gấp 3 đến 4 lần so với mức giá trên. Đối với những người làm trong nghề hay là quen mua tôm hùm cũng hiểu rõ ngay cả tôm chết cũng không có giá như vậy. Trên thị trường hiện nay thì tôm hùm cỡ 0,25 đến 0,4 kg một con, giá là 750.000 đồng 1 kg và cỡ 0,4 kg một con thì có giá giao động khoảng 800.000 đồng 1 kg. Kể cả đợt giải cứu 2 năm trước, giá tôm cũng từ 500.000 đồng 1 kg trở lên. Đối với loại bị ngộp, giá giao động trong khoảng là 500.000 đồng 1 kg. Đã có nhiều người tiêu dùng vì thấy giá rẻ đã chuyển cọc để mua tôm hùm trên một số trang mạng trên, rồi nhận được kết quả đó là bị chặn phay và mất luôn tiền. Vì vậy, khuyến cáo người mua cần phải cẩn trọng khi mua hàng trôi nổi trên mạng để tránh thiệt hại cho bản thân. Thưa quý vị, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nhờ tăng trưởng cao trong những tháng đầu năm nên xuất khẩu thủy sản quý 1 năm nay dự kiến vượt 2 tỷ đô la Mỹ. Và đáng mừng là hoạt động sản xuất chế biến thủy sản đã trở lại bình thường như giai đoạn trước dịch COVID-19. Trong 2 tháng đầu năm nay, xuất khẩu thủy sản của nước ta tăng hơn 47% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 1,5 tỷ đô la Mỹ. Tiếp tục đà hồi phục sau dịch COVID-19, các doanh nghiệp thủy sản đẩy mạnh xuất khẩu nhiều loại thủy sản thế mạnh như là cá tra tăng 83%. Tôm tăng 34%. Hiện nhu cầu thủy sản từ các thị trường cũng rất cao, các doanh nghiệp có nhiều đơn hàng lớn. Xuất khẩu sang các thị trường đều tăng đột phá, thậm chí một số quốc gia đang chuyển hướng sang nhập khẩu thủy sản của Việt Nam do biến động chuỗi cung ứng toàn cầu và căng thẳng Nga-Ukraine. Thưa quý vị, liên quan đến việc cơ quan thuế mới đây đã phát hiện 4 doanh nghiệp bán tinh bột sắn cho 20 doanh nghiệp tại Trung Quốc, trong đó có tới 7 doanh nghiệp ma, nghĩa là không xác định được nhân thân. 13 doanh nghiệp còn lại không thừa nhận mua bán với các công ty sắn của Việt Nam. Tổng cục thuế nghi ngờ các doanh nghiệp xuất khẩu sắn này đã ngụy tạo hồ sơ mua bán để trục lợi tiền hoàn thuế giá trị gia tăng. Do vậy, Tổng cục thuế đã có công văn số 632 yêu cầu tạm dừng việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp xuất khẩu sắn của Việt Nam. Tuy nhiên, dư luận cho rằng 4 doanh nghiệp vi phạm kể trên không thể đại diện cho toàn ngành sắn được. Và việc Tổng cục thuế yêu cầu dừng hoàn và truy thu thuế đã ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp khác đang làm ăn chân chính từ trước đến nay và kéo theo liên đới hàng nghìn hộ trồng sắn cả nước khi vụ thu hoạch sắn đang cận kề. Các doanh nghiệp và chuyên gia cho rằng Tổng cục thuế cần phải có biện pháp xác minh việc có hay không mặt hàng sắn được xuất đi nước ngoài, chứ không thể chỉ dựa vào nguồn thông tin từ phía bạn hàng Trung Quốc mà áp đặt cho toàn bộ ngành sắn trong nước. Trong khi theo luật thuế VAT và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định để được hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, doanh nghiệp đáp ứng được các điều kiện gồm hợp đồng mua bán hàng hóa, tờ khai hải quan, hóa đơn, chứng từ thanh toán qua ngân hàng,
thì vẫn được hoàn thuế theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, vụ việc 36 container điều xuất khẩu của Việt Nam có dấu hiệu bị lừa đảo vẫn chưa ngã ngũ và khả năng thu hồi các container này không cao. Từ vụ việc này cho thấy có nhiều rủi ro trong cách lựa chọn phương thức thanh toán quốc tế giữa doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam và đối tác nước ngoài. Vậy làm thế nào để an toàn trong giao thương quốc tế, tránh xảy ra tình trạng tương tự? Ghi nhận ý kiến của người trong cuộc ngay sau đây sẽ giúp quý vị khán giả hiểu rõ hơn thêm về vấn đề này. Vụ việc 36 container điều xuất khẩu sang Italia bị mất quyền kiểm soát, doanh nghiệp có nguy cơ mất trắng hơn 160 tỷ đồng là hồi chuông cảnh báo với các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản. Theo Hiệp hội Điều Việt Nam, 5 công ty tham gia xuất khẩu lần này đều sử dụng một phương thức thanh toán DP, tức là nhờ thu kèm chứng từ. Một phương thức khá phổ biến nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ngân hàng Việt Nam nhận bộ chứng từ và chuyển đi cho ngân hàng nước ngoài. Đến khi ngân hàng nước ngoài nhận được cái bộ chứng từ đó, thì như vậy thì sẽ thực hiện cái thanh toán, lấy tiền trả về cho doanh nghiệp Việt Nam. Nhưng ở đây nó phát sinh lần là bộ chứng từ đến ngân hàng bên nước ngoài thì họ đều xác nhận đó là cái bộ chứng từ photocopy chứ không phải bộ chứng từ chính, nên họ không trả tiền. Về mặt lý thuyết, hiện nay có 4 phương thức thanh toán quốc tế như ghi sổ, nhờ thu, phương thức chuyển tiền và phương thức thanh toán tín dụng chứng từ còn gọi là LC. Mỗi phương thức đều có những ưu nhược điểm riêng, trong đó phương thức LC nói nôm na là mở thư tín dụng, ít rủi ro hơn nhưng mới chỉ chiếm khoảng 5% trong các giao dịch xuất khẩu nông sản. Đặc điểm của cái ngành nông sản là không phải mua một đợt mà nó thành nhiều đợt. Và nếu như mà chỉ theo mỗi đợt, nó giá trị của nó lại không lớn. Nên nếu như mà mở LC thì sẽ phải mở rất là nhiều LC trong một khoảng thời gian. Và mở như vậy thì người mua vô tình thì họ đã bị chôn vốn tại ngân hàng. Cho nên là đối với người mua họ sẽ bị bất lợi. Và như vậy thì họ, nếu như người bán, tức là phía các doanh nghiệp Việt Nam mà khăng khăng chọn cái hình thức LC thì người mua họ sẽ không chọn, sẽ bỏ mình mà đi mua chỗ khác. Chưa kể việc chọn lựa phương thức thanh toán là thể hiện ưu thế của bên bán hay bên mua trong giao dịch thương mại. Thế nhưng hiện rất nhiều doanh nghiệp Việt đang bị hạn chế trong việc tự do lựa chọn hình thức thanh toán an toàn, có lợi nhất cho mình do bị động về mặt thị trường, buôn bán qua trung gian. Thêm vào đó, hầu hết doanh nghiệp Việt khi xuất khẩu rất thiếu, rất yếu trong việc tìm kiếm thông tin thị trường và pháp luật của nước sở tại. Phòng ngừa cái việc mà để mất kiểm soát về cái hàng mình xuất đi thì có cách duy nhất là gì? Là một là hiểu được đối tác mình là ai. Đấy. Ngân hàng họ sử dụng là ngân hàng nào. Chúng ta nên tư vấn ngân hàng. Tôi nói nếu một bộ chứng từ một lô hàng xuất khẩu mà ngân hàng đã cho vay rồi thì trách nhiệm ngân hàng rất lớn trong đó. Bởi vì anh dùng cái tài sản đó là coi như là cầm cố thế chấp. Theo các chuyên gia, giao thương không thể tránh khỏi rủi ro. Thế nhưng doanh nghiệp có thể hạn chế nguy cơ bằng việc chủ động tìm hiểu đối tác qua nhiều kênh, nắm chắc luật pháp về giao dịch quốc tế, đồng thời cân nhắc lựa chọn một hình thức thanh toán an toàn, cũng như chủ động kết nối với các đối tác trong nước, nhất là ngân hàng để chia sẻ rủi ro nếu có. Thưa quý vị, theo các hộ trồng điều tại Bình Phước đang vào thu hoạch, giá thu mua hạt điều tươi đã giảm từ 5 tới 6 ngàn đồng 1 kg so với thời điểm đầu vụ. Trước đó đầu vụ giá điều tươi được thương lái thu mua khoảng 28 ngàn đồng 1 kg, nhưng vào thời điểm này giá xuống chỉ còn khoảng hơn 22 ngàn đồng 1 kg. Không những vậy, khoảng một tuần nay, những cơn mưa lớn liên tục xuất hiện tại thủ phủ cây điều Bình Phước cũng ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất, chất lượng hạt điều. Trước đó những cơn mưa trái mùa cũng đã khiến nhiều hộ mất mùa điều. Trong phần tiếp theo của chương trình, tại nhiều địa phương vùng cao phía Bắc, nhiều hợp tác xã đã hình thành chuỗi sản xuất chăn nuôi từ trang trại đến bàn ăn. Sản phẩm làm ra không chỉ đạt các yêu cầu về chứng nhận an toàn mà còn khẳng định được giá trị. Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thông báo xử phạt 92 doanh nghiệp hộ kinh doanh nhập khẩu sản xuất buôn bán phân bón thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng. Một nhà hàng cao cấp ở Hồng Kông, Trung Quốc đang bán một loại trà quý hiếm với giá gần 185.000 đô la Mỹ 1 kg, tương đương khoảng 4,3 tỷ đồng tiền Việt mỗi kg. Tiếp tục một số các vấn đề nông nghiệp trong ngày hôm nay. Thưa quý vị,
nhằm khắc phục những tồn tại như là sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, thiếu sự liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã triển khai xây dựng đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông lâm sản đạt chuẩn và đề án khuyến nông cộng đồng giai đoạn 2022-2025 với sự tham gia của 14 tỉnh trên cả nước. Theo đó, vào sáng nay, Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu nông lâm sản đạt chuẩn giai đoạn 2022-2025 với 9 doanh nghiệp nông nghiệp, với mục tiêu hình thành 5 vùng nguyên liệu đạt chuẩn trên tổng diện tích hơn 166.000 ha tại 14 tỉnh trên cả nước. Tôi lấy ví dụ như là cái ngành hàng lúa gạo của chúng tôi. Hiện nay mà lúa gạo mà không đảm bảo về cái độ an toàn thì không thể vào các cái thị trường khó tính, ví dụ như châu Âu hay là Mỹ hay là kể cả Trung Đông. Nói tóm lại là về cái đề án mà xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ra đợt này, nó mang cái tính chất đồng bộ. Dự án này tập trung vào các mặt hàng đang trở thành lợi thế để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu như lúa gạo, trái cây, cà phê và gỗ. Các vùng nguyên liệu thành lập sẽ ứng dụng công nghệ tiên tiến và sản xuất, tạo nên vùng có quy mô hàng hóa lớn. Đề án này được các chuyên gia đánh giá sẽ tạo cú hích cho chuỗi sản xuất từ đầu ra đến đầu vào. Xây dựng được đề án này tốt thì phải cần có những cái cú hích của các nhà đầu tư, trong đó có những doanh nghiệp chế biến sâu và doanh nghiệp tiêu thụ phù hợp với các tiêu chuẩn, phù hợp với các cái hiệp định thương mại đề ra. Thì tất cả những cái tiêu chuẩn đó thì các nhà doanh nghiệp sẽ huấn luyện và tập huấn cho các người nông dân và hợp tác xã, nhà sản xuất liên kết dài một cái chuỗi bền vững và tạo ra những cái sản phẩm có giá trị. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đề án này được thực hiện thí điểm trong 3 năm, sau đó sẽ triển khai ra nhiều vùng miền trên cả nước. Tuy nhiên, để mô hình thực hiện thành công, cần có sự tham gia của đội ngũ cán bộ khuyến nông, một lực lượng nòng cốt trong việc chuyển giao kiến thức khoa học nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất cho bà con. Cái chính của cái lực lượng này là khác với các cái cán bộ tư vấn kỹ thuật dịch vụ khác á, là có kiến thức về khuyến nông, phải đào tạo cơ bản. Để chi không những là chỉ là vấn đề là kỹ thuật về nông nghiệp, kiến thức về nông nghiệp mà còn các cái kỹ năng để giúp cho bà con định hướng trong cuộc sống. Với đội ngũ cán bộ khuyến nông rộng khắp, đây được xem là cánh tay nối dài để giúp nông dân ổn định canh tác theo hướng an toàn, bền vững, tiến tới hoàn thành mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Cùng với đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông lâm sản đạt chuẩn thì sáng nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã ra mắt đề án khuyến nông cộng đồng giai đoạn 2022-2025. Đề án đặt ra mục tiêu là củng cố kiện toàn hệ thống khuyến nông cơ sở theo hướng xã hội hóa, đa chức năng dịch vụ và phục vụ tái cơ cấu ngành, phát triển nông thôn, góp phần củng cố và xây dựng thương hiệu khuyến nông Việt Nam, đồng thời tăng cường hệ thống khuyến nông cơ sở, đa dạng các hoạt động khuyến nông phục vụ phát triển vùng nguyên liệu bền vững. Ghi nhận của nhóm phóng viên Nông nghiệp 24 giờ. Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, trải qua 30 năm, hoạt động khuyến nông đã ghi được những dấu mốc hết sức quan trọng. Trong đó, đội ngũ khuyến nông đã đóng góp cho sự phát triển, đổi mới của nông nghiệp, nông thôn. Đến nay, hệ thống khuyến nông trên cả nước gồm hơn 30.000 người. Tuy nhiên, thời gian qua, có những địa phương đang có biểu hiện của sự đứt gãy hệ thống khuyến nông cơ sở. Việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quyết định triển khai đề án khuyến nông cộng đồng song hành cùng đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông lâm sản đạt chuẩn giai đoạn 2022-2025 là một quyết định mang tính chất bản lề và sẽ tạo ra một cơ hội mới vô cùng quan trọng cho hệ thống khuyến nông cơ sở. Chúng tôi ví như đây là xây dựng một tuyến đường cao tốc dành cho hệ thống khuyến nông, và từ đó thì tất cả các cái tuyến đường khác, các kết nối khác nó sẽ kết nối vào, và chúng ta sẽ có một cái sự tăng trưởng rất mạnh khi mà chúng ta khai thác cái hệ thống này. Trước đây chúng ta chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, bây giờ là kết nối, bây giờ là tiếp cận đa giá trị, bây giờ là tham gia vào các cái hoạt động kể cả xã hội, văn hóa, du lịch, nông thôn. Hôm nay tại hội nghị, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã chính thức ra mắt Tổ Khuyến nông Cộng đồng. Nguyên tắc hoạt động chính của Tổ Khuyến nông Cộng đồng là không tăng biên chế ở khuyến nông địa phương, hoạt động bền vững, nhân rộng, hình thức hoạt động linh hoạt. Tổ khuyến nông cộng đồng này sẽ là một lực lượng quan trọng, góp phần xây dựng những vùng nguyên liệu lớn, kết nối nông dân, hợp tác xã với doanh nghiệp và thị trường.
chúng tôi sẽ tăng cường năng lực cho cái hoạt động của cái tổ này để giúp cho các cái vùng nguyên liệu ấy kết nối tốt được với các doanh nghiệp, tích hợp tốt được các cái yếu tố công nghệ, và từ đó thì cái hoạt động chính là tư vấn cho cả người sản xuất lẫn những người tiêu thụ, lẫn những người kết nối với doanh nghiệp. Gần như là các cái hoạt động của tổ khuyến nông cộng đồng này mang tính chất là kết nối những giá trị cung cầu ở trong cái vùng nguyên liệu này. Với những mục tiêu đặt ra, đề án kỳ vọng sẽ là cầu nối giữa khuyến nông, các doanh nghiệp, hợp tác xã, góp phần mang lại sinh kế bền vững cho người dân trong vùng, đồng thời đào tạo được đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn để triển khai các hoạt động nông nghiệp và khuyến nông ở địa phương. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, mới đây, Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thông báo xử phạt 92 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, nhập khẩu, sản xuất, buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng. Theo đó, một số doanh nghiệp nhập khẩu phân bón kém chất lượng điển hình như Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Quốc tế Nhuận Việt nhập khẩu Ammonium Chloris, Công ty Cổ phần Đầu tư Hợp Chí nhập khẩu phân bón lá Hợp Chí Super Humic, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xuất nhập khẩu Trung Giang nhập khẩu phân bón NPK 18-1159+2MGO Nutrigen, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hóa chất An Phú nhập khẩu phân bón Ammonium Sulfate, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nguyễn Duy nhập khẩu phân bón NPK PUP 19-9-19TN. Các đơn vị chức năng cũng đã phát hiện 9 doanh nghiệp sản xuất phân bón không đảm bảo chất lượng, đó là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Sản xuất Thương mại Hóa nông Lúa Xanh, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cửu Long, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phân bón Đất Phúc, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nông Vui, Công ty Cổ phần Phân bón Long Điền Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Serpentine và Phân bón Thanh Hóa, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Phong Vũ, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Doha USA, Công ty Cổ phần Dịch vụ Phát triển Nông nghiệp Đồng Tháp. Bên cạnh đó, cơ quan liên ngành còn phát hiện 11 cơ sở nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật, 2 cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, 5 cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật không đảm bảo chất lượng, 5 cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật vi phạm nội dung ghi nhãn. Theo đánh giá của Hiệp hội Phân bón Việt Nam, chỉ tính riêng ngành nông nghiệp, mỗi năm thiệt hại 2,5 tỷ đô la Mỹ do sử dụng phải phân bón giả, phân bón kém chất lượng. Điều đáng nói là có hàng nghìn đại lý phân phối phân bón tiếp tay cho phân bón giả. Cũng liên quan đến vấn đề chất lượng và an toàn vệ sinh nông sản thực phẩm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ban hành chỉ thị về tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu. Trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ thiết lập quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu đi vào thực chất và hiệu quả hơn, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan, góp phần xây dựng nền nông nghiệp chuyên nghiệp và bền vững. Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao Cục Bảo vệ Thực vật hoàn thiện xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia, cập nhật tài liệu hướng dẫn về thiết lập và quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói để tập huấn cho các tổ chức cá nhân liên quan, chủ động đàm phán với cơ quan kỹ thuật của nước xuất khẩu để mở cửa thị trường, tăng số lượng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói được phép xuất khẩu, chủ trì phối hợp địa phương tăng cường công tác quản lý, giám sát vùng trồng, cơ sở đóng gói đảm bảo đáp ứng các quy định kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm, xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cho từng đối tượng áp dụng về các quy định kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm theo chuỗi, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin để quản lý cơ sở dữ liệu về vùng trồng, cơ sở đóng gói đảm bảo sử dụng dữ liệu hiệu quả và truy xuất nguồn gốc nhanh chóng, minh bạch, phối hợp và hỗ trợ xây dựng kế hoạch phát triển vùng trồng, cơ sở đóng gói trên cơ sở thực tế, đặc thù và nhu cầu của từng địa phương. Thưa quý vị, macca là một loại cây, loại quả đi sau về trước. Cây macca chứa đựng nhiều giá trị đặc biệt khi không chỉ là cây xóa đói giảm nghèo mà còn có thể giúp người nông dân vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn có thể vươn lên làm giàu nữa. Với những tiềm năng đó, ngày 15 tháng 3 năm 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã phê duyệt đề án phát triển bền vững macca giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bên cạnh tiềm năng làm giàu từ cây macca thì với việc vòng đời khai thác trong gần 100 năm còn giúp giải quyết bài toán phủ xanh các cánh rừng đầu nguồn, ứng phó với sự cạn kiệt của tài nguyên nước và biến đổi khí hậu. Định hướng của đề án, diện tích trồng macca cả nước đạt từ 130.000 đến 150.000 hectare vào đầu năm 2030, tập trung tại các tỉnh vùng Tây Bắc và Tây Nguyên và một số địa phương có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thích hợp với yêu cầu sinh thái của cây macca.
Định hướng này được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xác định trên cơ sở đánh giá tiềm năng, năng lực đầu tư, quỹ đất, hiệu quả về kinh tế, xã hội, môi trường và nhu cầu thị trường. Cây mắc ca là một cây có yêu cầu về đầu tư cao và để tránh rủi ro thì khuyến khích các mô hình liên kết giữa hộ gia đình với các doanh nghiệp và với sự đồng hành của các cơ quan quản lý nhà nước để đảm bảo cái sự phát triển bền vững. Mục tiêu dự án đưa ra là kim ngạch xuất khẩu mắc ca vào năm 2030 là 400 triệu đô la Mỹ, năm 2050 là khoảng 2,5 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, tỷ lệ sản phẩm mắc ca nguyên vỏ không vượt quá 40%. Để đạt được mục tiêu này, ngoài việc nghiên cứu mở rộng vùng trồng, Hiệp hội Mắc ca Việt Nam sẽ nâng cấp các cơ sở chế biến hiện có, xây dựng mới khoảng 300 đến 400 cơ sở sơ chế chế biến, công suất từ 100 đến 200 tấn hạt trên một năm. Nhiệm kỳ 2 thì chúng tôi đặt ra mục tiêu phát triển vùng trồng và đặc biệt là nghiên cứu về phát triển chế biến sâu cho ngành mắc ca và đưa cái sản phẩm mắc ca với cái hàm lượng công nghệ cao, những sản phẩm chất lượng cao, giá trị cao ra thị trường. Chúng tôi kết hợp với Đại học Đà Lạt thành lập Viện Nghiên cứu Mắc ca để làm nghiên cứu về chế biến sản phẩm, như sản phẩm dinh dưỡng, sản phẩm dầu, sản phẩm cho ngành dược phẩm. Và chúng tôi cũng mong rằng sau này nhà nước cũng sẽ hỗ trợ hiệp hội để chúng tôi đảm bảo được cái, nó giống như một cái hạn mức ấy, để cho các doanh nghiệp. Đấy, để mà từ đó chúng ta quy định được cái giá trần và cái giá sàn của sản phẩm. Thì có như vậy thì mới không làm tổn hại đến cái người nông dân cũng như là không làm tổn hại đến các cái doanh nghiệp mà hoạt động trong cái ngành mắc ca này. Dù là ngành hàng sinh sau để muộn nhưng cho đến nay, Hiệp hội Mắc ca Việt Nam đã trồng được 29.000 hecta ở 29 tỉnh thành trên cả nước. Chỉ tính riêng tại tỉnh Điện Biên, đến nay địa phương này đã trồng được khoảng hơn 3.800 hecta ở khu vực đồi núi dốc hoặc đất hoang hóa. Hiện địa phương này vẫn còn hơn 265.000 hecta đất hoang hóa cần được phủ xanh. Bởi vậy, sự phát triển của cây mắc ca không chỉ có ý nghĩa làm giàu cho doanh nghiệp, người dân, mà việc loại cây này có thể đưa vào khai thác trong vòng gần 100 năm, còn giúp ngành nông nghiệp giải quyết bài toán phủ xanh các cánh rừng đầu nguồn, ứng phó với sự cạn kiệt của tài nguyên nước và biến đổi khí hậu. Thưa quý vị, cây sâm Nam núi Rành hay còn gọi là sâm Trung Sơn nổi tiếng ở vùng đất huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Đã từ lâu, loài sâm quý này tưởng chừng như đã từng bị lãng quên. Thế nhưng vài năm trở lại đây, loại sâm tiên này đã được những người nông dân ở vùng đất Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang thử nghiệm trồng trên đất vải thiều với hy vọng cây nhân sâm sẽ đem lại giá trị kinh tế cao cho bà con nông dân. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC16. Ông Trung năm nay đã ngoài 70 tuổi. Lần đầu tiên ông được trồng một cây sâm xuống mảnh đất này. Ông tin giá trị quý giá của sâm Nam được dân gian tương truyền lại là sâm tiên sẽ giúp bà con làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Hôm nay, 20.000 giống cây sâm Nam sẽ được trồng ở sườn đồi màu mỡ này. Tức là sâm sau đây nó là nước mát rồi là làm cho người ta ăn, người già ăn có sức khỏe thì làm gì người ta muốn. Theo tương truyền, thì xưa kia, nhà vua đã dùng cây sâm Nam núi Rành để chữa bệnh mù lòa cho mẹ. Từ đó, người dân truyền lại, cây sâm Nam còn được gọi là sâm tiến vua. Lần đầu tiên, những cây sâm Nam dưới chân núi Rành ở huyện Tân Yên, Bắc Giang được đưa về vùng đất vải Lục Ngạn trồng thử nghiệm. Là tôi cũng sẽ có cái kế hoạch là phát triển một số cây khác, ví dụ như là cây dược liệu. Đấy, để mà mình có thể trồng dưới cái tán của những cái cây rừng như thế này. Cái chất đất là phù hợp rất nhiều với loại cây. Đấy, bây giờ mình đã có cái khí hậu phù hợp với lại giống như Tân Yên rồi. Thế còn đất, chất đất thì lại ở đây nó chất đất rất tươi xốp. Đấy, thứ hai là mình sẽ trồng theo cái hướng là bón phân hữu cơ. Đấy, phân trâu, phân bò nó mát thì nó sẽ anh tin là nó sẽ thành công. Biết được giá trị của sâm Nam núi Rành, hiện nay, huyện Tân Yên đã nhân rộng để xây dựng thương hiệu sâm. Tuy nhiên, để cây sâm Nam núi Rành được nhân rộng hơn nữa, có thể trở thành cây kinh tế cho bà con, thì chính quyền huyện Lục Ngạn, cách huyện Tân Yên không xa, cũng đã xây dựng đề án trồng dược liệu dưới tán rừng gỗ lớn nhằm giữ gìn và bảo tồn, cũng như nhân rộng loại sâm quý này. Thì cây sâm Nam núi Rành thực tế là đang được thu mua với giá rất cao.
Và khi chúng tôi mang về huyện Lục Ngạn này thì đã đánh giá là một trong những cây mà sinh trưởng cũng như là có cái dược tính cao hơn so với các cái loại sâm khác. Sức sống bền bỉ của loài sâm quý sẽ lớn lên dưới tán rừng gỗ lớn, và những cây sâm nam núi Rành sẽ được vun đắp bởi bàn tay của những người nông dân chăm chỉ trên mảnh đất vải thiều. Thưa quý vị, chuyển đổi kinh doanh theo hướng đa lĩnh vực đã giúp cho các hợp tác xã nông nghiệp gia tăng năng lực, từ đó trở thành điểm tựa cho nhà nông và là những điểm sáng nổi bật trong bức tranh phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn. Tại nhiều địa phương vùng cao phía Bắc, nhiều hợp tác xã đã hình thành chuỗi sản xuất tiêu thụ từ trang trại đến bàn ăn. Sản phẩm làm ra không chỉ đạt các yêu cầu về chứng nhận an toàn mà còn khẳng định được giá trị qua từng sản phẩm của mình. Ghi nhận của phóng viên Nông nghiệp 24 giờ tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Anh Nguyễn Ngọc Sáng ở xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang không chỉ có trang trại chăn nuôi quy mô lớn mà còn là người đi đầu trong áp dụng nuôi lợn bằng thảo dược. Từ mô hình chăn nuôi khép kín, anh Sáng từng bước xây dựng thành chuỗi đạt tiêu chuẩn, cung cấp thịt thảo dược ra thị trường. Đây là sự thay đổi rõ rệt cho thấy sự khác biệt về chăn nuôi an toàn sinh học với chăn nuôi thông thường. Dùng thảo dược trong chăn nuôi, thứ nhất là giải quyết được, đẩy được độc tố nấm mốc trong thức ăn chăn nuôi và giải quyết được đường tiêu hóa cũng như đường hô hấp cũng như là bài thải trong thức ăn chăn nuôi, nghiền phối trộn thức ăn và đưa cho vào trong thức ăn chăn nuôi thì đàn lợn phát triển rất là tốt, ổn định. Với đầu vào ổn định 1.000 con trên một lứa, khâu phòng dịch của trang trại được đặt lên hàng đầu với 4 nguyên tắc. Hạn chế tiếp xúc tối đa, phương tiện cung cấp thực phẩm đều phải khử trùng sau 30 phút, vệ sinh chuồng trại và dinh dưỡng được đảm bảo. Khi xuống chuồng, chúng tôi sẽ phải cách ly tại khu cách ly của trang trại từ 2 đến 3 ngày. Sau đó chúng tôi sẽ tẩy uế bản thân, sau đó chúng tôi sẽ trực tiếp xuống trang trại để sản xuất. Về vấn đề sức khỏe của tôi ở đây, tôi cảm thấy rất là khỏe mạnh, không khí rất trong lành, vì trong này hợp tác xã có những hệ thống xử lý chất thải cũng như bioga. Khi mình chăn nuôi ở một mô hình này thì không có những cái mùi hôi thối. Hai năm qua, dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến mọi mặt kinh tế xã hội của đất nước. Suốt thời gian qua, cầm cự một cách chủ động, linh hoạt, sáng tạo vẫn là câu chuyện đáng bàn nhất với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cách tư duy, cách làm của hợp tác xã sản xuất đã nhận được đánh giá cao. Đây là một cái sản phẩm mà có thể nói là rất là mới ở trên địa bàn tỉnh và nó phù hợp với cái xu thế hiện nay, đi sâu vào về vấn đề chất lượng và cũng nâng cao sức khỏe của và đời sống của cái người tiêu dùng. Cơ sở đã liên tục ứng dụng cái công nghệ tiêu chuẩn trong sản xuất như là phối trộn thức ăn, áp dụng theo tiêu chuẩn Việt Gáp rồi nâng theo hữu cơ, đồng thời nữa một số cũng đang áp dụng theo mô hình thảo dược để nâng cao cái chất lượng sản phẩm, đa dạng sản phẩm tới tay người tiêu dùng. Từ mô hình chăn nuôi khép kín, hợp tác xã đã từng bước xây dựng thành chuỗi đạt tiêu chuẩn cung cấp sản phẩm thịt lợn thảo dược ra thị trường, nhằm đem đến cho người tiêu dùng thịt lợn chất lượng cao với cam kết sạch từ trang trại đến bàn ăn. Đây cũng là sản phẩm đang được tỉnh Tuyên Quang lựa chọn đánh giá, phân hạng công nhận sản phẩm OCOP vào năm 2022. Thưa quý vị, giá xăng dầu tăng mạnh thời gian qua đang kéo theo sự tăng giá của nhiều loại hàng hóa. Người tiêu dùng đang đối mặt tình trạng vật giá leo thang và không còn cách nào khác ngoài việc họ phải thắt chặt chi tiêu của chính mình. Và sau đây là ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa. Trước bối cảnh giá cả hàng hóa, dịch vụ đang gia tăng, nhiều người dân ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang phải tính toán lại việc đi lại, sinh hoạt của mình. Nhiều người lựa chọn phương tiện vận tải công cộng thay cho xe cá nhân để tiết giảm chi phí xăng xe. Họ cũng ít khi đến chợ hoặc trung tâm thương mại như trước đây để chi tiêu ít đi. Trong mùa dịch này là tôi là lao động tự do nên phải là ngưng toàn bộ, không có thu nhập. Thu nhập chủ yếu vô ông xã tôi, nguồn thu nhập là rất là thấp. Nên chi phí chi tiêu trong nhà cũng phải là hạn hẹp lại, thắt chặt chi tiêu. Chính vì vậy nên tôi là cứ kiếm những nơi mà giá bình ổn. Nếu như trước đây khi dịch bệnh bùng phát, hoạt động mua bán hàng hóa online tăng trưởng mạnh, thì hiện tại người tiêu dùng chuyển sang mua sắm trực tiếp nhiều hơn vì dịch bệnh cơ bản được kiểm soát và chọn mua hàng khuyến mãi. Mặc dù các sàn thương mại điện tử cũng triển khai nhiều chương trình giảm giá, nhưng chi phí vận chuyển lại cao nên giá cũng không giảm được nhiều.
Đến thời điểm này, một số đơn vị bán lẻ do có nguồn cung dự trữ hàng hóa lớn nên giá cả vẫn giữ ổn định và thận trọng trước những đề xuất tăng giá từ phía các nhà cung cấp. Tại cấp mắt Nha Trang, chúng tôi thực hiện thêm một cái chương trình là hỗ trợ người dân trong 10 ngày do cái việc giá xăng tăng, và chúng tôi bán không lợi nhuận rất nhiều mặt hàng đang được trưng bày ở tại đây. Theo Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 3 của tỉnh tăng 0,6% so với tháng 2. Tính chung quý 1 năm 2022, chỉ số CPI tăng 2,14% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân tăng chủ yếu ở nhóm hàng hóa đầu vào nhiên liệu, vật liệu xây dựng, sức mua hàng hóa tiêu dùng vẫn thấp. Nhiều nhà bán lẻ sẽ tiếp tục tung ra các gói chương trình ưu đãi với mức giá giảm sâu trong tháng 4 tới. Với hai kỳ nghỉ lễ lớn là Dỗ Tổ Hùng Vương và 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, trọng tâm là nhóm mặt hàng thiết yếu nhằm chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng trước cơn bão giá, kích cầu thị trường.